Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp các bạn trong video lần này của Ly. Và lâu lắm rồi thì chúng ta chưa được nhìn thấy Ly make up tử tế ở trên video với nhau. Thế nên là hôm nay Ly sẽ bày cho mọi người một chút về những cái bước mà Ly sử dụng hàng ngày cho make up routine của mình. Ly có ý tưởng làm video này cũng nhờ do là có một bộ quà đến từ Lulu kết hợp với cả Quỳnh Anh Xin. Và Lulu đã gửi tặng cho Ly và mong muốn Ly là sẽ xót thử bộ son này xem nó như thế nào. Đó là do sao mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có video này. Và cũng nhân thể là chúng ta sẽ buôn một chút với những cái sản phẩm favorite của Ly đang có mặt ở trước mặt Ly đây, để có thể chia sẻ mọi người về cách mà Ly make up hàng ngày cũng như là xót thêm bộ son này như thế nào nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn. Và đây là bản kem lót nền của Marc Jacobs Invisible Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Và một điều mà Ly thích ở bạn này ấy, nó có cái độ dưỡng ẩm rất là tốt, cái mùi dừa rất là thơm. Ly rất thích mùi dừa. Và Ly sẽ để ra tay một chút, một lần ấn là đã đủ để cho cả khuôn mặt của mình rồi. Đây là bạn Fenty Beauty Pro Lip Soft Matte Foundation. Bạn này thì Ly đã có review rồi và test and try rồi, rất là thích. Nhưng mà tuy nhiên nếu như bạn nào mà không cảm thấy là mình muốn dùng foundation nặng cho những cái ngày mà chúng ta nắng nóng như thế này và cũng như chúng ta phải đeo khẩu trang, thì Ly có một option nữa cho mọi người, đấy chính là bạn Laneige Neo Cushion mà Ly đã có review trong lần gần đây nhất, test and try. Đây là một bạn mà Ly rất là thích. Cái bạn foundation này cũng là một bạn mà nó hơi nhanh khô, thế nên là chúng ta hãy cố gắng là dùng cho từng phần một, xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp đến các phần sau để đảm bảo là cái lớp nền của mình nó được đủ độ che phủ và cũng như không bị kiểu bị khô cứng lại nhá. Chỗ nào mà chúng ta cảm thấy là cần che phủ thêm thì chúng ta mới lấy thêm, chứ đừng cố gắng là đánh quá dày cho cái lớp nền của mình. Thì hôm nay Ly sẽ dùng concealer của Fenty luôn đây. Cái sản phẩm nó có cái bao bì khá là y hệt với cả bạn foundation. Thì bạn này có màu số 200 và màu của foundation của Ly cũng là màu 200. Thì bạn này lại có một chút cái màu sắc nó hơi sáng hơn là cái màu của foundation. Và Ly thấy là nó khá là hợp với cả da mặt của Ly. Thế nên là nếu như bạn nào mà muốn mua bạn này dành cho vùng mắt thì chúng ta sẽ mua trùng màu với cả cái màu foundation. Còn nếu như bạn muốn dành cho cả mặt thì Ly nghĩ là mọi người nên mua màu tối hơn một chút. Rồi, bây giờ chúng mình đã xong với một lớp nền che phủ tốt và mỏng mịn tự nhiên và nó cũng khá là lì nữa ở trên da. Nhưng mà tuy nhiên là với cái nhiệt độ 30-40 độ C ở Hà Nội cũng như Việt Nam thì chúng mình không thể nào thiếu được phấn phủ. Và đây vẫn là OD But The Goodies L'Oreal Mercier. Bạn này thì Ly có cả lọ phun rất to. Ly thì Ly không khuyên là mọi người nhu cầu dùng bình thường hàng ngày chúng ta mua cả lọ to như thế này, tại vì thực sự ấy, là những cái dạng phấn phủ bột như này nó dùng rất là lâu, hay phấn phủ nói chung thì cũng dùng rất là lâu, đặc biệt nếu như bạn nào thích cái lớp nền tự nhiên. Thế nên là chúng ta không cần nhất thiết là phải mua cả hũ to như này, chúng ta mua hũ nhỏ bằng một nửa thôi, cái hũ dạng travel size, thì Ly thấy là vừa kinh tế đấy mà lại vừa đủ để chúng ta sử dụng hàng ngày, không cần dùng quá nhiều. Bây giờ Ly sẽ dùng một cái cây chổi khá là to như thế này. Đây là cây chổi của Sigma. Ly sẽ lấy khoảng từng này sản phẩm lên và cho ra cái nắp này. Đó. Xong rồi chúng mình sẽ xoáy chổi để đảm bảo là tất cả các lông chổi đều có như này vẫn chưa đủ này. Chúng ta lại gạt bớt cái phấn phủ thừa ra và xong rồi chúng ta sẽ lăn chổi. Lăn như này. Thì đây là cái technique mà Ly học được từ anh makeup artist của Lancôme đợt mà Ly đi sinh. Và chúng mình sẽ lăn cái phần chổi này vào cái vùng hốc mắt trước. Với lông mày thì hôm nay chúng mình sẽ dùng bạn Candy Lab. Bạn này thì Ly dùng thấy khá là thích, nó đầu chì nhỏ gọn và cái mực nó ra cũng rất là vừa phải, không bị quá đậm mà cũng không bị quá nhạt, rất là phù hợp với cả lông mày của Ly. Chúng mình sẽ đi qua nhanh cái phần này nha, tại vì Ly nghĩ là gần như ai cũng biết cái lông mày rồi mà đúng không? Và bạn này thì Ly cũng đã review khá là kỹ ở trong cái video mà Ly làm với Candy Lab. Ly mua tất cả các sản phẩm đến từ Candy Lab và Ly thử nghiệm cho mọi người. Rồi ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với cả phần mắt. Thì màu mắt đầu tiên Ly sẽ dùng đấy chính là kem lót mắt của NARS Smudge Proof Eyeshadow Base. Thì cái này sẽ giúp cho cái màu mắt của mình bám lâu hơn này. Và thứ hai là sẽ làm cho cái màu nó thêm cái phần vibrant, nghĩa là thêm cái phần sắc độ của nó tốt hơn, lên màu tốt hơn trên màu mắt của mình. Tiếp đến thì mình sẽ chỉ dùng một cái bảng màu mắt rất là cơ bản và rất là đơn giản. Đấy chính là bảng màu mắt của Innisfree. Đây là một cái bảng gọi là My Palette, Ly được Innisfree gửi tặng và nó có chữ Phương Ly ở đây. Và đây là những cái màu mà mình đã chọn. Nó là những cái màu cực kỳ dễ dùng ấy. Đặc biệt hơn là các bạn hoàn toàn có thể dùng cái màu nâu này cho cái phần đánh khối của mình. Thì Ly sẽ chỉ dùng 3 màu này duy nhất cho cái make up look ngày hôm nay thôi. Đây cũng là một trong những cái combo màu mắt mà Ly thường xuyên sử dụng trong những ngày gần đây. Kiểu lười lắm mà muốn ra ngoài đường
nhanh á thì mình sẽ dùng những cái này cho nó nhanh. Rồi, đầu tiên thì Ly sẽ dùng một cái cây chổi khá là to này của Zoeva để chúng mình đánh toàn bộ bầu mắt. Nó sẽ là một cái tông màu nâu, nó hơi hơi có một chút cam nhẹ ở trong đấy. Rồi, sau khi chúng ta đánh toàn bộ bầu mắt xong thì Ly sẽ lấy một cây chổi dạng fluffy như thế này và Ly sẽ trộn hai màu. Đầu tiên là Ly sẽ trộn màu nâu này với cả màu nâu đậm ở phía trên này với nhau. Ly sẽ để vào cái phần gặp tự nhiên của bầu mắt ở phía dưới. Thì các bạn đang thấy là cái bầu mắt của Ly đang có một cái độ sâu nhất định ở phần đuôi mắt. Thì đây cũng là cái phần mà Ly muốn nhấn mạnh nhiều nhất, tại vì mắt của Ly khá là nhỏ và nó không kiểu mở to quá ấy. Ly sẽ lật ngược cái này lại và dùng cái phần chổi mà không dính quá nhiều màu, Ly đánh tán nó ra cho nó đều màu hơn. Bây giờ thì chúng mình sẽ lấy lại cái cây chổi lúc nãy chúng mình dùng, thì chúng mình sẽ dùng cái mặt ngược lại mà cái mặt vẫn còn sạch ấy, thì để tán cả cái này cho nó đều. Bây giờ thì Ly sẽ dùng một cây chổi dạng shading brush eyeshadow. Thì Ly sẽ dùng cái phần nhũ này ở đây. Các bạn hãy đánh từ theo chiều trên xuống dưới nhé, ép cái nhũ xuống. Bây giờ thì Ly sẽ muốn là làm cho cái đôi mắt của mình mở to hơn ấy. Thế nên là Ly sẽ lấy những gì còn lại trong chiếc chổi này và thêm một xíu. Và Ly sẽ đánh vào cái phần khóe này. Vì ngày hôm nay là chúng ta sẽ swatch bộ son mới của Lulu. Và Ly thấy là qua cái TVC quảng cáo thì đây là bộ son rất là kiểu flashy party. Thế nên là Ly sẽ lấy thêm một chút nhũ. Đây là nhũ của Stila, một cái loại nhũ rất là thích. Nhưng mà cái đoạn này của Ly hơi khô một chút xíu rồi. Và bạn này thì có cái tông kiểu dạng như là tông hơi bạc bạc, thì Ly nghĩ sẽ hợp với cả cái make up lúc này rất nhiều. Và Ly sẽ ấn ở cái phần bầu mắt nhá, để gạt tí thôi. Xong rồi sau đấy Ly sẽ lấy ngay cái cây chổi, Ly đánh tán nó ra, không thì nó bị tụ nhiều quá nữa cũng không đẹp. Rồi bây giờ thì Ly sẽ kích mí. Thì Ly dùng cái kích mí của Mi Lưới này đây. Cái miếng này là cái kích cỡ size vừa với cả cái khuôn mắt của Ly luôn. Thế nên là bạn nào mà cũng có cái khuôn mắt tương tự như Ly thì đừng quên là click ở link bên dưới. Ly sẽ để cái link ở trên Shopee mà Ly mua bạn này. Rồi, trong khi mà nó đang chờ khô thì Ly sẽ đi đến cái bước tiếp theo. Thì mình vẫn dùng bronzer nhưng mà mình dùng bạn này Fenty. Đây, màu siêu đẹp. Đây là bạn In The Sun, màu rất là hợp với cả tông da của Ly. Và Ly dùng một cái cây chổi của Zoeva. Nhìn thấy không? Khi mà chúng ta quay thì nó vẫn nâu, quay lại nó vẫn kiểu sculpting cái mặt mình một cách vừa phải nhất. Đấy, khi mà mình kiểu quay nghiêng chụp ảnh thì nó vẫn khá là đẹp. Bên này cũng thế. Đấy, bên này Ly thấy thêm một chút ít nữa. Nói chung là Ly là một đứa make up làm sao cho nó nổi bật được tất cả những cái điểm đẹp của mình và giấu đi được những cái điểm xấu, nhưng mà nó không làm cho mình bị quá khác. Lên hình nó vẫn trông rất là tự nhiên. Thì đây là bạn Bobbi Brown của Ly. Ly đã lấy đủ ở trên cái chổi này rồi. Và chúng mình sẽ đánh tán ở cái vùng gò chân, gò má này trở xuống dưới hơi gần với cả cái phần bronzer lúc nãy. Và Ly cũng sẽ làm tương tự như thế cho bên này nhá. Nếu như bạn nào mà thích extra hơn một chút, chúng ta vẫn có thể thêm highlight. Thì đây là bạn highlight của Ly, là bạn Becca Champagne Pop. Bạn này thì rất là nổi rồi đúng không? Nên là Ly sẽ lấy một chút xíu thôi. Lâu lắm không dùng bạn này rồi thì chúng ta lấy một chút xíu thôi. Để tí nữa sắp son cho đẹp, tối đi xem phim cho bóng khỏe. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi đến với cả phần eyeliner. Thì eyeliner để Ly muốn giữ được cái độ tự nhiên, thế nên là Ly sẽ dùng một bạn eyeliner màu nâu để cho nó tự nhiên nhất có thể. Thì bạn này là của Lily by Red. Ly cũng đã cho review ở trong video tất cả các sản phẩm Lily by Red mà Ly mua ở trên Shopee. Mọi người tham khảo cái video đấy nhá. Màu nâu này rất là ok. Ok. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi đến với cả mascara. Thì hiện tại bây giờ Ly đang dùng mascara của Maybelline Total Temptation Waterproof. Bạn này thì không bán ở Việt Nam, chỉ bán nước ngoài thôi, Ly mua ở bên Mỹ. À đây, trước khi chúng ta đến mascara, Ly sẽ thêm một chút xíu eyeliner kiểu dạng màu champagne hơi vàng vàng của Lily by Red ở trong cái phần tia đất này nhá, trông cho nó extra lên tí các bạn ạ. Bây giờ thì chúng mình sẽ nhìn qua lại một lần nữa make up lúc này của Ly và move on đến phần son son nhé. Đây là lần đầu tiên Ly review dòng son đến từ nhà Lulu.
Thật tiếc là đã bỏ qua bộ sưu tập trước cùng với Châu Bùi, nhưng mà Linh nghĩ bộ sưu tập lần này kết hợp với Insin sẽ đem đến nhiều thú vị đây. Đầu tiên là về phần bao bì, hộp quà được gửi đến cho Linh rất đẹp, bao gồm 6 thỏi son cùng với một chiếc túi đựng make up mang phong cách hologram cực kỳ trendy và đậm chất màu sắc cá tính. Bên cạnh đó còn có cả một bảng sticker rất là xinh cùng với một chiếc thiệp đính kèm. Tuy nhiên, phong cách hologram này chỉ ở chiếc túi make up và vỏ giấy của son thôi, còn bên trong thì là một bao bì khác. Chiếc túi make up này nếu mà bạn nào thích thì có thể mua trên website của Lulu nhé, vì thấy khá là xinh và cá tính đấy. Trên vỏ giấy của son thì có rất nhiều thông tin từ màu son, tên dòng son, thành phần, hướng dẫn sử dụng, nơi sản xuất và hạn sử dụng của son. Ba đặc điểm của dòng son này được nhấn mạnh khá là rõ trên bao bì là moisturizing, mềm mại, non-sticky, không dính, formulated in Korea là sáng chế tại Hàn Quốc, cũng như là địa chỉ website chính thức của nhãn hàng để tránh cho các bạn mua phải hàng giả. Thiết kế thỏi son hình vuông với nắp kim loại rose gold vàng hồng, thân son trong suốt, nhìn thấy cả ống son bên trong cùng với logo Lulu. Thiết kế này vừa đủ để nhìn tổng thể thỏi son vừa vặn mà vẫn biết được khá trung thực màu son bên trong như thế nào. Dung tích thỏi son là 3g sản phẩm và được giấu trong ống khá khéo để vừa vặn được kích cỡ nhỏ gọn của thỏi son mà không đem lại cảm giác cồng kềnh. Tuy nhiên, điểm trừ của thiết kế này là phần nắp son sẽ rất dễ bị hằn lại dấu vân tay, nên các bạn thích chụp ảnh son lưu ý lau trước nhé. Cọ son nhọn, vắt chéo nhẹ, không quá khác biệt với các dòng son tương tự khác. Sản phẩm lấy ra vừa phải, không quá nhiều và không quá ít, tránh việc chúng ta phải gạt bớt son làm bật đầu nắp. Giá của bạn này niêm yết trên website là 249.000 cho một cây, hơi cao một tẹo cho túi tiền các bạn học sinh sinh viên. Tuy nhiên, với những người đi làm như Ly thì không có vấn đề gì cả. Chất son lỏng trong, lên màu đậm sắc luôn từ những lần quẹt đầu tiên. Chất son này rất dễ điều khiển và rất là dễ dàng tán lòng môi hay phun môi. Son có tổng cộng là 6 màu với các màu sắc khá trendy, chủ đạo với tông cam đỏ. Khá là dễ mua nhưng mà cũng hơi khóa mắt một chút khi mà xuất cùng một lúc. Màu đầu tiên là Peach, được miêu tả là màu cam đào. Đây là tông màu rất hợp với các bạn có tông da trắng sáng vì sẽ rất là nổi bật và tôn da, tôn men răng. Tuy nhiên, nếu da bạn có nhiều sắc tố vàng thì sẽ hơi khó đánh một chút vì hơi có nhiều màu neon ở trong này. Bạn nào viền môi hơi thâm thì cũng sẽ không hợp với bạn này cho lắm. Đánh lòng môi Ly thấy rất xinh hơn hẳn so với khi đánh phun môi. Màu thứ hai là French Rose, được miêu tả là màu hồng nút. Đây là tông màu mà nhìn trên thỏi thôi là Ly đã mê mẩn rồi. Màu hồng nút tươi trẻ, ngọt ngào, phù hợp với nhiều tông da và phong cách make up, kể cả không make up đánh lên vẫn rất là ok la. Màu này thì khi đánh phun môi sẽ đem đến được cảm giác đằm thắm và chững chạc hơn. Đây cũng là một trong hai màu son mà Ly thích nhất trong bảng màu này. Màu thứ ba là Cherries, được miêu tả là màu đỏ như trái cherries, một tông màu khá nổi bật và rực rỡ, đúng nghĩa với trái cherries đỏ mọng nước. Đánh lòng môi cũng xinh vì có chút tin hồng mà đánh phun môi thì bao đỏ rực rỡ. Tuy nhiên, với phong cách của Ly thì chắc chắn là Ly sẽ chỉ đánh bạn này khi đi dự tiệc thôi, chứ ban ngày thì hơi chói quá. Màu thứ tư là Strawberry Jam, được miêu tả là màu hồng đất, nhưng mà lên môi Ly thì lại ra nhiều màu cam đất hơn. Đây chính là màu Ly thích nhất trong cả bảng màu lần này. Đánh phun môi hay lòng môi đều rất xinh, trẻ, tôn da, tôn men răng nhưng mà không hề kém phần chững chạc. Một tip cho các bạn khi đánh dòng son này của Lulu là chúng mình nhớ phải dùng thủ thuật vuốt ngón tay để tránh son bị dính vào răng nhé. Thủ thuật này thì Ly cũng thường xuyên dùng khi đánh son nói chung, cứ cẩn thận cho chắc các bạn ạ. Màu thứ năm là Pumpkin Pie, được miêu tả là màu cam đất, đậm chất cam đất nhưng mà vẫn trung hòa với một chút ánh đỏ. Chất son rực rỡ đi vào lòng người, vẫn nổi bật mà không quá chói, gây cảm giác quá chững chạc hoặc đứng. Màu này rất hợp với những bạn có tông da ngăm và có viền môi đậm màu. Màu cuối cùng là màu 06 Truffle, được miêu tả là màu nâu đỏ. Đây có lẽ là màu duy nhất khó đánh phun môi với Ly. Bản thân Ly trước giờ cũng khá là tránh những cái tông màu trầm như màu này vì nó sẽ làm cho cái nét mặt của mình bị già đi. Tuy nhiên, Ly cũng biết là các bạn trẻ bây giờ khá là chuộng gam màu trầm như thế này, thế nên là chúng mình cứ tùy sở thích mà sử dụng nhé. Một khuyết điểm khác của bạn này là hơi khó tán đều một chút. May thay là chất son mềm và lỏng, thế nên là rất là dễ điều khiển. Chúng mình chỉ cần khéo léo một chút là có thể đánh đều được thôi. Vì đây là dòng lip oil, son dầu nên không hề gây dính môi khi bặm, không gây khô môi khi sử dụng, độ bóng cũng duy trì xuyên suốt màu chứ không phải chỉ bóng ngay lúc đầu mới thoa. Khi đánh phun môi, son sẽ lướt khá là mượt và làm môi căng mọng. Tuy nhiên, với một số màu đậm thì các bạn nên chú ý đánh đều tay để son tán được đều nhé. Son sẽ bám được khoảng 1 đến 2 tiếng nếu như không ăn uống. Vì là dòng son dưỡng dầu có màu nên không có phần tin đọng lại trên môi, do vậy là chỉ cần bạn ăn uống hay lau miệng thì son cũng dễ phai hết và không để lại tin màu. Lưu ý cho các bạn thích dùng son bám cả ngày nhé. Nói tóm lại, dòng son này khá ổn với chất son mềm, căng mọng môi, màu son không bám lâu nhưng mà lại không phải là khuyết điểm đối với một người không ngại thoa lại son như Ly. Ly chỉ cần thoải mái trên môi, không dính, không mùi khó chịu là Ly ok. Còn về bảng màu thì Ly thấy hơi an toàn một chút nên cần có sự khác biệt hơn để nổi bật trong hàng loạt dòng son gloss mới ra trên thị trường bây giờ.
Nhưng nếu bạn thấy những ưu điểm của chất son phù hợp với sở thích của bạn thì đây đều là những cái gam màu khá là dễ chọn, dễ dùng và dễ hợp. Ly sẽ để đầy đủ thông tin về dòng son cũng như địa chỉ mua để các bạn tham khảo, mua thử về ủng hộ em Quỳnh Anh Xin cũng như là Lulu nhé. Alright, và đó chính là review cũng như là swatch của Ly về 6 màu son đến từ Lulu cùng với cả Quỳnh Anh Xin lần này. Và Ly hy vọng là mọi người đã thích những cái review, những cái nhận xét cũng như là những cái quan điểm của Ly, kể cả ưu điểm và khuyết điểm của dòng son này dành cho mọi người. Và Ly hy vọng là mọi người đã thích cái video này và cũng như là cảm ơn Lulu đã đồng hành cùng Ly trong video ngày hôm nay. Và màu Ly chọn cho make up lúc này chính là bạn Strawberry Jam. Và mặc dù là cái tên thì nó không liên quan đến cái màu lắm, nhưng mà tuy nhiên là nó lên trên môi của Ly cũng như là nó rất là hợp với cái make up look này. Và dĩ nhiên rồi, cái make up look này cũng như là màu son này Ly sẽ mang ra tối nay đi xem phim. Và thế thôi, Ly nghĩ là Ly đã nói khá là nhiều trong video này rồi. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau cho những video lần sau nhé. Xin chào mọi người, và nếu như mọi người có bất cứ một cái request nào thì cũng đừng quên để ở dưới comment phía dưới. Chúng mình sẽ gặp lại nhau sau. Bye bye.